Cù Lao Tam Hiệp hay còn gọi là Cồn Tàu thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là một cái cồn, nó có thể rộng khoảng 13 đến 14 cây số vuông. Thì cái cồn này nó chỉ khoảng có gần 1.000 hộ dân. Khách đang vui vẻ thì, rồi, con trên cái cồn này thì người ta trồng cây ăn trái, đặc biệt là trồng nhãn, trồng dừa. Bài thì hát hiện nay có một nhạc cái mô xăm hình mới khởi nghiệp của một cái người thanh niên trẻ tên là anh Cường. Thì hôm nay Miệt Vườn Bến Tre cùng gia đình Slovak là để tham quan, mời cả nhà cùng tham quan. Có mặt từ rất là sớm thì gia đình tour Slovak của em là tham quan một cái vườn lá sâm của một người dân ở tại Cồn Tàu của hay còn gọi là xã Tam Hiệp ha, Cồn Tam Hiệp. Thì ở khu vực này á, là vườn của anh Cường này là vườn lớn nhất, có thể nói là vườn của anh là lớn nhất miền Tây luôn cũng không chừng. Không phải là ý em nói là cái vườn lá sâm lớn nhất miền Tây ha, không phải là cái vườn rộng nhất nha. Thì ở đây là khu vực thuộc xã Tam Hiệp, thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì mô hình khởi nghiệp này cũng rất là hay, được tỉnh vinh danh nhiều lần ha quý vị ha. Huyện, tỉnh đều vinh danh đón tiếp tụi em là một cái người thanh niên cũng khá là chững chạc. Và anh này nói là anh khởi nghiệp từ năm 2010, từ cái vườn nhãn đầu tiên thì được gia đình là ủng hộ sẽ cho anh khởi nghiệp bằng cách là trồng cái lá sâm, cái lá truyền thống của người Việt Nam mình làm cho cơ thể chúng ta mát mẻ. Có hai loại sâm, sâm long là lá toàn to giống như nhìn giống như lá mối, ăn nó có vị hơi nhẫn nhẫn, còn cái lá sâm này là ăn không có nhẫn ha. Thì sau khi được hái về xong thì người ta sẽ vò lấy nước hoặc là đưa vào máy sơ sinh tố rồi lọc lấy cái nước lại, còn cái xác mình bỏ đi. Thì cái xác này người ta dùng để người ta đắp mặt nạ cho nó đẹp da ha, còn cái sâm này mình uống là nó sẽ mát, làm mát cơ thể. Thì trong những cái ngày hè oi bức thì người Việt Nam chúng ta thường hay dùng cái lá sâm này pha một chút đường, một chút nước đá ăn cho nó mát mẻ. Thì cái vườn sâm này là anh trồng là theo dạng là thâm canh. Cái cây sâm là một cái dạng thân leo, thử mình phải treo dây và treo lên cao để mà cây nó bò lên thẳng, rồi mình dễ thu hoạch nữa và cũng dễ làm cỏ. Rồi khi mà hái về xong á, thì du khách đem vô đây là du khách sẽ được thưởng thức những cái sâm sau khi người ta chế biến xong. Thì tầm khoảng 3 phút gì đó thì chúng ta sẽ làm mát ở trong tủ lạnh để cho nó ăn cho nó dễ ăn. Thì cái sâm lá nhuyễn á, thì người ta nếu mà dò bình thường thì mình để khoảng tầm đâu 10 phút thì nó sẽ đặc lại. Tuy nhiên mà có cái lá sâm long vào nữa thì nó sẽ mau đặc hơn, khoảng 3 phút thì nó sẽ đặc lại thôi quý vị ơi. Đó, trong cái vườn này thì người ta cũng lấy những cái cây con để người ta làm cái sâm mới, hoặc là cho bà con nào đó muốn khởi nghiệp. Thì cái cây con thì người ta trồng bằng hai cách. Một là người ta trồng nhánh, thì chúng ta sẽ dăm vào đất ướt. Hai là chúng ta sẽ dùng những chính cái hạt thì người ta gieo vào trong đất, thì khoảng vài ba tháng sau thì nó sẽ mọc lên thành cây con. Rồi sau đó từ cây con đó người ta sẽ phát triển lên thành cái vườn lớn. Thì thiết nghĩ là ai mà có cái nhu cầu muốn khởi nghiệp vậy thì bất cứ cái công việc gì, đặc biệt là những cái công việc thường ngày mình cứ nghĩ đó là một cái việc hết sức là bình thường, nhưng hiện nay đó là cái mô hình để người ta phát triển và phát triển du lịch một cách gọi là gần gũi nhất với thiên nhiên. Đây cũng là một cái điểm hay của người dân Việt Nam chúng ta. Thì mô hình bạn bè quốc tế người ta cũng tới đây, người ta tham quan, người ta tìm hiểu. Chúc bà con buổi sáng vui vẻ và tạm biệt bà con, hẹn gặp lại video gần nhất ạ. Nhà mình ai muốn khởi nghiệp thì cứ tranh thủ đi ha, Thượng Đế sẽ mỉm cười với chúng ta một ngày nào đó thôi cả nhà ơi.